khéo thế thì có thể là trong cái lời nói đấy là mang ý nghĩa mỉa mai. Họ không phải là khéo léo theo một cái sự tích cực, mà có thể là chúng ta đang mỉa mai về cái sự khôn ngoan của họ chẳng hạn, hoặc đang mỉa mai về những cái lời nịnh hót của họ chẳng hạn, kiểu như thế. Đấy, đấy là nói mỉa nhá. Thường nói mỉa thì cái phần hiển ngôn ấy là cái phần mà nghe xong thì chúng ta có thể thấy là đang khen ngợi, đang công nhận, hoặc là có một cái thái độ khách quan. Nhưng cái phần hàm ngôn, cái phần ý nghĩa ẩn đằng sau những lời khen, những lời công nhận đó thì lại là sự chê bai, lại là sự dè bỉu, lại là sự phủ nhận. Đúng chưa? Ok chưa? Đấy là nói mỉa nhá. Thế còn nghịch ngữ thì các em hiểu nó là một cụm từ, là một biện pháp cụm từ được sử dụng trong một cụm từ. Để lấy ví dụ cụ thể các em hiểu được ngay này. Hạnh phúc của một tam gia. Hạnh phúc của một tam gia thì bình thường tam gia thì phải là đau buồn chứ, phải đi liền với nỗi buồn, thương xót chứ. Thế mà lại diễn đạt là hạnh phúc của một tam gia thì chính cái từ hạnh phúc đấy là một nghịch ngữ. Bởi vì ý nghĩa của nó đối lập với cả ý nghĩa của những từ tam gia trong cái câu đấy. Ok chưa? Thì hạnh phúc của một tam gia thì hạnh phúc là một cái nghịch ngữ được sử dụng để làm nổi bật được một cái sự mâu thuẫn, để làm nổi bật được một cái sự ngược đời, trái đạo lý trong một cái đám ma. Đám ma nhưng mà lại rất vui, đám ma nhưng mà ai cũng hân hoan. Đấy là đám ma của cụ Cố Hồng đấy. Chắc là các em đã từng học đoạn trích hạnh phúc của một tam gia khi mà chúng mình học chương trình cũ ở năm cấp 2 rồi đúng không? Chưa học à? Các em học chương trình mới là từ khi lên lớp 10 hay là khi lớp 9 đấy? Lớp 10 đúng không? Thế thì mình phải được học rồi chứ nhở? Chưa học à? Thế à? Đấy, thì hạnh phúc của một tam gia là tên của một cái đoạn trích mà ở tác giả sách giáo khoa chương trình cũ đặt cho một đoạn trích trong tác phẩm Sổ đỏ. Cái đoạn trích đấy thì kể về đám tang của cụ Cố Hồng, tức nghĩa là bố của cụ Hồng, bố của cái ông mà suốt ngày nói biết rồi khổ lắm nói mãi. Đấy, ông ấy chết, cái ông mà vừa rồi các em thấy một cái sự hồi sinh thần kỳ qua phương thuốc của Sơn Tóc Đỏ đấy. Thì thế nào mà xong ông ấy chết? Ông ấy chết thì cũng là vì Sơn Tóc Đỏ nha. Sơn Tóc Đỏ khi mà đang trên đỉnh cao của danh vọng, thế là nghe được rằng là bà Hồng, tức nghĩa là vợ của ông Hồng ấy, vợ của cụ Hồng ấy, con của cụ Cố Hồng, bà ấy rất là chê bai Xuân Tóc Đỏ và không muốn gả cô Tuyết là con gái của bà ấy cho Xuân Tóc Đỏ. Thì Xuân Tóc Đỏ mới tức quá, thế là mới đến nhà cụ Cố Hồng để làm một trận lôi đình lên, kiểu như là Tôn Ngộ Không lên gọi là lên thiên đình phá hoại ấy. Đấy, thế là khi mà gặp ông Phán là con rể của cụ Cố Hồng, thì trước đó ông Phán và Xuân Tóc Đỏ có một cái giao kèo là hễ cứ gặp ông Phán thì xin nhờ là Xuân Tóc Đỏ hãy chào là xin chào ông Phán Mọc Sừng, hoặc thưa ông Phán Mọc Sừng. Đấy, thì Xuân Tóc Đỏ cũng nhìn thấy ông Phán là thực hiện cái giao kèo ấy. Thế là cụ Cố Hồng biết được rằng là con gái của mình long loàn, con gái của mình cắm sừng chồng. Thế là cụ Cố Hồng sốc quá, thế lăn đùng ra chết. Thế là lại nhờ Xuân Tóc Đỏ nên cụ Cố Hồng chết và mọi người đạt được mục đích của mình. Thế là Xuân Tóc Đỏ lại được tung hô. Đấy, đồng ý chưa ạ? Nhá, thì khi mà cụ Cố Hồng chết ý, mọi người vui lắm. Trời ơi, vui vẻ. Bà Hồng thì còn thuê một cái dàn kèn đến để cho phần long trọng này. Cô Tuyết này, hay là những người phụ nữ như bà Phó Đoan thì mặc cả một cái thiết kế mới. Tiệm may Âu Hóa ra một thiết kế mới chỉ để mặc trong đám tang của cụ Cố Hồng. Đấy, một cái thiết kế mà trong đám tang nhá, màu trắng màu đen đấy, nhưng mà rất lẳng lơ, phụ nữ mặc rất lẳng lơ đấy, trang phục để đi đám tang, mặc trong đám tang của cụ Cố Hồng đó. Thì đấy, thế nên là với một cái ý nghĩa như thế, mỉa mai như thế, thì tác giả sách giáo khoa đã đặt cái đoạn trích đấy là hạnh phúc của một tam gia. Thì hạnh phúc của một tam gia chính là một cái ví dụ cho nghịch ngữ nhá. Đấy, nghịch ngữ là dùng những cái cụm từ mà mang cái ý nghĩa đối lập với những từ ngữ khác xung quanh để nhấn mạnh, để tạo một cái ấn tượng. Hay là trong đoạn trích Xuân Tóc Đỏ Tố Quốc thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp rất nhiều nghịch ngữ, rất nhiều những lời nói mỉa. Thế nên bây giờ chúng mình mới phải tìm hiểu những khái niệm đó để làm công cụ để đi vào đọc hiểu văn bản hạnh phúc của một tam gia.
Đó là lý do mà chúng ta phải dành nhiều thời gian để xây dựng cái kiến thức công cụ đấy nhá. Phần này chắc chắn là nó sẽ dài dòng và nó sẽ hơi chán một chút, nhưng bắt buộc là chúng mình phải có thì chúng mình mới đọc hiểu được văn bản. Bây giờ sẽ là thời gian để các bạn đọc văn bản nhé. Tốc độ đọc của các em như thế nào? Các bạn tự đánh giá tốc độ đọc của mình như thế nào? Nhanh hay chậm? Để chị còn biết để có thể tua cho chúng mình. À, có không thế này đi, Chi sẽ xuống ngồi cùng với cả An nhé. Còn hai bạn sẽ đọc chung sách giáo khoa của chị, sẽ nhanh hơn đấy, thay vì là đọc ở trên này. Ok chưa? Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành đọc văn bản nhé. Mình hiểu sự ghê. À Huy, Huy hiểu sự ghê. Chúng mình tập trung đọc nhé. Có một sách giáo khoa riêng đấy, được cho mỗi bạn một quyển nói chưa? Lỗi à? Lỗi vì bạn đọc nhanh quá, mình đọc chậm nào.
Hãy
chưa? Nếu đọc xong rồi thì chị khảo sát một chút nhé. Đoạn trích Xuân Tốc Đỏ Phú Quốc này thì là kể về một cái đoạn mà Xuân Tốc Đỏ thi đấu bộ môn gì ạ? Quần vợt. Với ai? Với ai? Có phải với vua Siêm không? Không phải với vua Siêm. Với ai nhỉ? Đó, thấy không? Huy được cái lên mặt đấy. Với ai nhỉ? Không đọc tên thì các em nói về gọi là chức danh của người đấy đi. Không phải. Hai người mà An Ngọc An vừa nói thì đấy là những cựu quán quân của những năm trước, là những cái người mà Xuân Tốc Đỏ đã dùng cái thói lật lọng để lừa hai cái người đấy vào tù để Xuân Tốc Đỏ được thi đấu với quán quân quần vợt Xiêm La. Nghĩa là đại diện cho nước Xiêm La chứ không phải nhà vua. Nhà vua là người xem mà. Đúng không? Vua Xiêm La. Có. Tên là Luang Prabao đây. Luang Prabao, em thấy chưa? Đọc hiểu thế nào mà hai nhân vật chính mà chúng mình lại không để ý thế này. Hình dung ra chưa ạ? Là Xuân Tóc Đỏ thi đấu với cả quán quân quần vợt của Xiêm La. Nên đây là một cái trận đấu mang tính là đại diện của Việt Nam, của nước Nam thi đấu với đại diện của Xiêm La. Xiêm La là nước nào đấy? À, nước nào đấy? Đất nước Triệu Voi là đất nước nào? Là nước nào? Bây giờ nó là nước nào? Đất nước Triệu Voi. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng. Rồi, thế thì vua Xiêm La được mô tả như thế nào? Có những cái chi tiết nào về trang phục? Ông ta mặc quần áo truyền thống của Xiêm La hay là mặc quần áo âu phục ạ? Hay là mặc âu phục? Mặc gì? Huy có nhớ không? Mặc gì nhỉ? Vua Xiêm mặc gì? Biết là mặc quần áo rồi. Nhưng mà mặc quần áo truyền thống của Xiêm La hay là mặc âu phục? Vận âu phục, đúng không? Tuy là ông ta vận âu phục nhưng mà ông lại đội một cái mũ bản xứ, một cái mũ đặc trưng như là một cái tòa tháp ở trên đầu ấy. Đấy, thế nên không phải là vua Xiêm thi đấu quần vợt nha, An nha, đồng ý chưa? Mà ở đây là Xuân Tóc Đỏ thi đấu với cả